các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Sơn Dùi ha. Thì trong video vừa rồi á, là mình đã có chia sẻ về cái việc bơm nhớt cho chiếc Honda Winner, và cái mà mình trong đó mình có nói tới cái mà làm sao mà mình khởi động cái chiếc Honda Winner này á, vào sáng sớm á, sau một đêm tới sáng sớm các bạn khởi động như thế nào cho nó chuẩn và nó hiệu quả nhất. Thì trên mạng á, thì cũng có nhiều người chỉ cách hướng dẫn lắm. Thì mình thấy cách đó là họ đa số là họ bảo là sáng sớm thì các bạn để máy lên đợi 1 phút hoặc 2 phút thì sẽ chạy được. Mình không bảo cách đó là nó sai, nhưng mà nó chưa có chuẩn. Thì hôm nay là mình sẽ chia sẻ là vì sao cách đó nó chưa có chuẩn và mình nên làm như thế nào để cho nó chuẩn nhất và nó bảo vệ được cái khối động cơ của Honda Winner tốt nhất ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào video. Rồi thì đây là mình sẽ bắt đầu vào mình nói cho các bạn cụ thể ha. Thì như cái video được trước là mình có chia sẻ về bơm nhớt á, thì từ lúc mà các bạn đề máy nè, cho đến từ lúc mà các bạn cắm chìa khóa cho đến khi các bạn bấm nút đề này, và cho đến khi cái động cơ này nó nổ, là nó ít nhất là nó phải mất cỡ 1 đến 2 giây. Mà khi sáng sớm á, các bạn nhớt á, của các bạn á, là nó sẽ từ đây nè, qua một đêm đúng không, là nhớt nó sẽ từ đây nó chạy về, tại vì máy đứng mà nó sẽ chạy xuống hết xuống cái phần cát đen nhớt là phần dưới đây nè, đó, chảy xuống phần dưới đây nè. Thì khi mà các bạn để ý cái video lúc mà mình bật á, thì có phải là lúc mà đề á, thì bắt đầu trục cam nó sẽ quay đó, trục cam nó sẽ quay, mà lúc qua một đêm á, là nhớ nó không còn trên cái trục cam nó nữa. Thì khi mà nó quay á, thì nó sẽ dẫn tới việc là nó sướng đó. Cho nên là mình mới bảo là vì sao mà cái cách mà nhiều người hướng dẫn cho các bạn là bảo các là trước khi chạy các bạn đề máy này nè, xong rồi các bạn mới chạy, thì nó không chuẩn là ở chỗ đó. Cho nên là hôm nay là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà mình làm. Thì cái cách này là tại vì xưa giờ mình cũng làm giống y chang những người kia thôi, tại vì người ta chạy trước mà người ta chỉ cho mình sao mình làm vậy. Mà về sau này là mình bắt đầu là mình xem được cái video bơm nhớt đó, rồi bắt đầu mình tìm hiểu bên trong cái khối động cơ này nó như thế nào. Thì mình thấy cái cách đó là nó chưa được chuẩn. Mặc dù là cái cách đó là khi mà cái khối động cơ của bạn nó vẫn được bảo vệ, nhưng mà trong một cái khoảng 1 đến 2 giây từ lúc nổ cho đến nhớt nó bơm lên đó, thì cái trục cam của mình nó đã quay rồi, dẫn đến là nó vẫn xước. Và nó xước nhẹ chứ không phải là nó xước mạnh giống như là bị lúp bê máy do trường hợp thiếu nhớt đâu. Đó, thì hôm nay là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Thì cái cách của mình thì nó cũng đơn giản à. Thì nó cũng giống y chang những cách kia, nhưng mà cách này là nó bắt buộc các bạn phải đạp được cái cần này. Chắc hẳn là quay tới đây chắc nhiều ông sẽ không biết là Winner có cái cần đạp này đâu. Các ông có thể dừng ngay video tại đây và chạy ra xem coi cái chiếc Winner của mấy ông có cần đạp hay không ha. Đó, thì đây là cái cần đạp, thì mấy ông phải đạp được cái cần này xuống. Sorry mấy ông, để tôi tháo cái này ra nè, tại vì cái này là tôi bọc lại để nó bảo vệ cái lớp inox này nè của chiếc Bosonic nè, không chày thì nó mất cái giá trị của nó. Rồi ha, rồi thì mấy ông có phải đạp được cái cần này thì mấy ông mới thực hiện được cái bước này. Thì khi mà mấy ông đạp cái cần này nè, thì nhớ bắt đầu nó từ dưới đây nó bơm lên tới trên đây đó. Bơm lên trên đây là cho trục cam mình nó đã có nhớt sẵn rồi, nó bơm lên là nhớt nó sẽ nằm trong chỗ trục cam. Và khi nhớt nằm trong đây thì mấy ông quay á, khi mà đề từ lúc đề đến khi nó nổ á, thì đảm bảo là động cơ của mấy ông được bảo vệ ha, bảo vệ hoàn toàn luôn, cái trục cam được bảo vệ hoàn toàn luôn. Thì đạp cái này nó không phải đơn giản như là những chiếc quay, những chiếc rim ha. Nó sẽ khó hơn, tại vì sao? Tại vì cái này tay côn mình nó rất là cứng. Mấy ông thấy không?
rất là cứng luôn. Không tin mấy ông có thể ra, ông nào mà dừng video tại đây ra mà đạp được cái này á, được 5 cái liên tục như vậy á, tôi khen mấy ông hay luôn. Nó rất là cứng ha, thì phải có cái mẹo mới đạp được cái này, chứ không phải là đạp nó dễ dàng đâu. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ một cái mẹo cho mấy ông. Để mà đạp được cái chiếc Honda Winner này á, để đạp được cái cần đạp nè, thì mấy ông phải lợi dụng được cái mẹo. Cái mẹo đó là như thế nào thì bây giờ nha, tôi giả sử tôi thấy được dép toàn bị đèo luôn mẹ không. Rồi thì nếu mà giả sử bây giờ mấy ông đạp bình thường đúng không, nó rất là cứng đó, nó rất là cứng, rất là khó đạp đó. Tại vì cái này tôi đạp hồi xưa tôi đạp nhiều rồi, nó lỏng đi thì đạp nhẹ hơn, nhưng mà những xe mà mấy ông mới lấy về nó rất là cứng luôn, rất là khó đạp. Thì để đạp được thì mấy ông dùng tay côn á, cái tay côn nè, mấy ông bóp vào và mấy ông có thể điều chỉnh được tức độ cao hấp của cái này tùy thích đó đó, thấy không? Thì bây giờ nếu mà tôi buông ra cũng không thể nào chỉnh được đó. Rồi nếu mà khi mà tôi bóp vô nè đó, bây giờ chỉnh nè, lên xuống cao thấp tùy vô cái độ lực của mình đó. Khi mà tới độ này nữa đúng không, thì mấy ông đạp nó dễ hơn so với việc là nó cao xuống mức trên đây đó. Bây giờ mấy ông bóp vô, bóp tay côn nè, mấy ông đưa xuống cái ngưỡng của mấy ông muốn đạp, rồi mấy ông đạp nó vẫn cứng nè đó. Đó, một cái thì mấy ông đạp như vậy cỡ 5 cái đó, tôi mới được một cái không, hai cái nè, ba cái nè đó. Mấy ông cứ đưa tới cái ngưỡng của mấy ông cần đạp thì mấy ông đạp thôi, 4 cái nè đó, có 5 cái. Rồi kẹp vô, kẹp chống xuống ha. Rồi khi mà mấy ông đạp được 5 cái nữa thì lúc này mấy ông đề và để nó tự nổ trong khoảng 1 phút là sau đó mấy ông lấy xe đi đó. Thì trong quá trình mà hồi nãy tôi vừa đạp á, thì nó cái nhớt á, cái bơm nhớt á, là nó đã bơm nhớt được lên tới đây rồi, là nó sẽ có một phần nhớt ở đây rồi đó. Thì bây giờ mấy ông chỉ có việc là mấy ông nổ máy thôi, không lo chụp cam nó bị xước ha. Rồi thì sau khi mà các bạn đạp cái cần này xong đúng không, thì các bạn để nổ đó, các bạn thấy không, từ lúc mà mình bấm đề cho đến khi nó nổ được như vậy á, là nó mất cỡ mấy giây á, nó kiếng é é đó. Thì lúc đó là cái chụp tăng ca mình nó quay ha, thì như vậy là nó sẽ bị xước nhẹ nếu mà mấy ông không đạp cần này đó. Thì bây giờ mấy ông đạp rồi, mấy ông không lo quá trình đó nữa, thì bây giờ mấy ông cứ để cho nó nổ tự do vậy, mấy ông cứ để cho nó nổ tự do về cỡ 1 phút thì rồi sau đó mấy ông đi đó. Đó, mấy ông cứ để cho nó nổ vậy, tiếng anh tì luôn. Ừ, cứ để cho nó nổ tự do về 1 phút, sau đó là mấy ông chạy. Và trong quá trình chạy ban đầu á, mấy ông đừng để phải cho nhớ mà nó nóng lên một tí xíu, thì mấy ông để vòng tua nè, đừng quá số 4 là được đó. Mấy ông cứ để vậy, mấy ông chạy cỡ 300-400 mét gì đó, sau đó là bắt đầu nhớ nó nóng lên thì mấy ông cho vòng tua lên bao nhiêu cũng được ha. Đó, đó là cái cách vận hành của xe của tôi từ lúc mua cho đến bây giờ. Và cái quá trình đạp này thì mới gần đây thôi nha, chứ trước đó là tôi không có làm đó. Đó, mấy ông cứ để cho nó nổ vậy thôi. Rồi, rồi thì video ngày hôm nay là chỉ có chia sẻ như đó thôi. Thì nếu mà mấy ông thấy video này hay thì hãy tiếp tục đăng ký cũng như là theo dõi tôi trong thời gian sắp tới ha. Đó thì hẹn gặp lại mấy ông trong các video tiếp theo. Bye bye. Subscribe vào YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá, mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.